Được rồi, đúng biển số xe rồi. Nói chung là khi gửi xe thì mọi người nhớ coi kỹ cái biển số xe nha. Tại vì đợt trước mình đi chỗ khu du lịch Tà Bao á, Đức Mẹ Tà Bao Bình Thuận á, ghi lộn biển số xe của một ra cãi lộn với mấy người giữ xe luôn á. Mệt lắm. Ai ở Đà Lạt có các nhu cầu về công nghệ thì liên hệ với mình nha. Thông tin mình đã trên màn hình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hello mọi người nha, lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ đi vô trong hoa như ta, The Forest mọi người. Giống như hoa trong rừng vậy, đúng rồi, người ta gọi hoa trong rừng. Cái đó mình không biết là quán cà phê, là khu check-in nữa. Thì trên Hồ Xuân Hương này nè, có chỗ kia hay tụ tập vui lắm, mà mình chưa thời gian đi qua đó. Bây giờ mình sẽ vô đổ xăng nha mọi người. Hôm nay là ngày 18 tháng 11. Ngày 18 tháng 11 nha mọi người. Không biết xăng giá nhiêu đây, chứ mình thấy là nhiệt độ còn có 5 cm thôi. Thấy nắng vậy thôi chứ cũng không đến nỗi lạnh mọi người. Con nói của mình thiệt là vô tri quá đi. Cây xăng này ngay chỗ bờ hồ Xuân Hương luôn nè mọi người. Thì xăng hôm nay là 24.000 một lít à, cũng rẻ hơn hôm bữa được xíu mọi người. Sau này cái con rượu mình nó nặng với ta, nó làm sệ luôn cái nón mình luôn rồi. Bây giờ mình sẽ chạy thẳng tới làng hoa Vạn Thành nha mọi người. À, làng hoa Vạn Thành nơi mà thầy Lộc Phù Hồ đã xây khu du lịch cái đó mọi người. Nó làng hoa Vạn Thành, ai chưa nghe bài hát đó của Lộc Phù Hồ thì mở nghe nha. Mình sẽ đi thẳng tới đó luôn, thì nó sẽ có một con đường ở bên tay trái để đi vào trong hoa trong rừng mọi người. The Forest, đúng rồi, phát âm hơi bị sai tí. Giờ mình sẽ đi qua ngã năm đại học, chắc lẽ mình sẽ đi đường bên trong này cho nó gần mọi người. Đi bên ngoài cũng không biết đi đường nào cho nó gần hết. Bây giờ mình ra tới chỗ mà đường Đặng Thùy Trâm nè mọi người, ra chỗ khu chợ Nam Thiên nè. Thì ở đây có nhiều quán ăn nhậu ngon mọi người, mà giá cũng rẻ nữa. Để coi, ở trong đường này nè, đối diện bên này là chung cư, còn bên tay trái là đường gì không ghi tên nữa. Nói chung trong này là nhiều món gà rồi chân gà, quái thú, quái vật gì cũng lên hết trong đó mọi người, ngon lắm. Đây là chỗ chợ Nam Thiên nè, còn bên tay phải mình là cây xăng Nam Thiên nè. Đó, bây giờ mình sẽ đi ra đường Hoàng Văn Thụ. Rồi từ đường Hoàng Văn Thụ mình sẽ đi hoài hướng vô trong đường Hoa Vạn Thành đó mọi người, làng Hoa Vạn Thành á, nơi có công trình của thầy Lộc Phù Hồ. Mình sẽ đi vô trong đó, mình sẽ đến chỗ hoa hoa trong rừng. Mình không biết nó là quán cà phê hay là một địa điểm check in nữa. Mình thấy trên TikTok là người ta chỉ đường ấy, mình cũng nhớ nhớ không biết đi có đúng không nữa. Mình vẫn chưa đánh dấu đường ở trên bản đồ Google Maps nên là giờ tự mò luôn mọi người. Tại vì đường này mình cũng có đi một hai lần rồi, hồi nãy đi qua đây mình cũng đi nhầm đường cho nên nó hơi lâu. Bây giờ chắc 11 giờ mấy trưa rồi mọi người. Thì Đà Lạt tháng 11 cũng tương đối lạnh mọi người. Bây giờ tới Noel là lạnh dần. À, ai muốn tận hưởng cảm giác của Đà Lạt thì đi vào tháng này được nè. Mình thấy bão cũng gần hết rồi. Mình hôm nay có gió mạnh lắm mọi người. Tháng này thì gió mạnh, mạnh kinh khủng luôn. Ốm ốm như mình ra là thổi bay bất thiêu luôn á. Tại vì ở trên này vào tháng 11 như vậy nè, là đi chụp hình với hoa dã quỳ đẹp lắm. Nhưng mà ai bị dị ứng cánh hoa rồi á, hồi lên trên này là một cực hình luôn mọi người. Nói chung là ngứa mũi kinh khủng luôn, hắt xì rồi vì ảnh hưởng tới xoang luôn á. Mình thì trước giờ như mình không để ý hoa quỷ già, ấy nhầm hoa dã quỳ, quên. Mình không để ý hoa đó cho nên là mình cũng không nhớ rõ hình dạng nó nữa. Thấy sơ sơ trên mạng à, thấy nó vàng vàng giống như hồi nãy á. Hay là tới chỗ mà vòng xoay đi thẳng là nghĩa trang liệt sĩ, bên tay phải là bên phải là đi đó làng hoa Vạn Thành nè, bên phải là làng hoa Vạn Thành. Rồi mình sẽ đi thẳng vào trong này, mình đi thẳng hoài luôn, một hồi nữa là mình sẽ thấy được bên tay trái sẽ có bảng The Forest, thì đi vô trong đó, đi xa đó mọi người. Không biết chỗ đó mình bị lạc không nữa. Wow, tới chỗ này cây nhiều, bắt đầu lạnh mọi người đó. Tới đây là lạnh rồi nè. Chỗ này mà vắng vắng xe á, mọi người đi quay cái cảnh rừng thông hai bên như vậy nè, rồi ghép nhạc buồn buồn vô nói đạo lý các kiểu, trời ơi nhức nách luôn mọi người. Nói trên này có nhiều bạn trẻ lên đây chơi chụp hình check in rồi nè. Cái này phải đi vào thứ hai hay thứ ba vậy á,
xe vắng á, mình quay cảnh đường thông hai bên đường vắng đẹp lắm mọi người. Đây là mọi người, tới chỗ này bắt đầu vắng hơn rồi nè. Thì hình như cái đường này để đi xuống Lâm Hà được cái sáu mọi người. Cái đường mà để xuất phát từ thị trấn Madagui á, đi thẳng ở trên này á, một nhánh thứ hai để né đèo Bảo Lộc á. Mình cũng không nhớ nữa, mình thấy trên mạng như vậy. Mấy lần mình định đi đường đó rồi mà nhà của mình mà băng ngược ra khu định quán rồi đi lên trên Madagui thì nó xa quá mọi người. Từ nhà mình mà ra tới định quán thì mất khoảng tầm 1 tiếng lận. Có nghĩa là mình đi ngược về hướng Sài Gòn 1 tiếng á, rồi cái mình vòng ngược về Đà Lạt. Nó khá là mất công cho nên mình làm biến đi đường đó. À, chạy nãy giờ không thấy cái bảng The Forest đâu hết ta. Cái nào lạc đường không trời. Bên đây trái là Lâm Hà nè, bên tay phải là khu du lịch Suối Vàng. Chỗ này đi ra Suối Vàng được luôn mọi người. Có nghĩa là bên tay trái là đi qua Tà Nung nè, Lâm Hà, ở đây phải là đi Suối Vàng. Nói chung là ai muốn đi Suối Vàng gặp hồi kia quá không nói mọi người. Ai muốn đi Suối Vàng vẽ tay phải nha, rồi mình đi The Forest thì mình sẽ vẽ trái. Hướng này xuống Lâm Hà được luôn nè. Để bữa nào mình rảnh đi, mình mới đi được đường này. Tại vì đi đường này về nhà mình xa lắm. Cứ giống như mình chạy ngược về Trảng Bom, xong mình vòng ngược về Bình Thuận nhé. Xa kinh khủng luôn. Đây mọi người thấy bảng The Forest rồi. Đó, The Forest nè. Quay trời tí nó lọt mương rồi. Thì bên đây trái sẽ có cái bảng nữa. Nãy bảng tên bên đây phải kêu mình đi thẳng tiếp thôi. Mọi người nhớ nha, tới chỗ mà vòng xoay làng hoa Vạn Thành á thì bẻ phải, sau đó gặp mấy ngã ba bẻ trái hết cho mình. Rồi tới cứ canh cái hướng đó, đi qua Tà Nung Lâm Hà mọi người đó, canh hướng đó là mình đi là tới thôi. Ây da, sao mà xa dữ ta. Nói chung đường đi dễ đi lắm, cứ bẻ vô làng hoa Vạn Thành rồi thấy ngã ba bẻ trái hết, cứ canh hướng Tà Nung, để bảng Tà Nung Lâm Hà bẻ trái. Còn bên phải là mọi người sẽ đi Suối Vàng nữa nha, nhớ đó nha, nguy hiểm lắm á. Thì bên kia đường thì cũng có hoa dã quỳ quá chừng luôn. Cái này chắc mai mình sẽ đi làm clip ở sân bay Cam Ly mọi người. Thì sân bay Cam Ly sẽ có rất nhiều hoa dã quỳ luôn. Chỗ này đường đẹp ghê mọi người. Giảm tốc độ lại, mình chạy có vẻ hơi nhanh. Sao mà kỳ ta. Rõ ràng thấy cái bảng Chà Bá như đó thì khoảng cách vài trăm mét thì phải tới được chỗ cái bảng tiếp theo chứ ta. Không lẽ nó cách tới cả cây số luôn trời. Tới đây lạnh nhiều rồi nè. Nói chung ở đây lạnh hơn trong phố Đà Lạt rất là nhiều luôn. Mình nhớ năm đầu tiên mình lên Đà Lạt á là cũng tháng 11, mùa lạnh buốt luôn mọi người. Không biết phải năm đó lạnh không nữa. Năm đó hình như 2021 mọi người. Thì mình lên Đà Lạt thì mình cũng không biết là phải do năm đó lạnh hay là lúc đó mình bị sốc nhiệt mọi người. Đó, bảng The Forest nè, sắp tới rồi. Không biết phải lúc đó mình bị sốc nhiệt hay không. Tại vì mình đang ở xứ nóng quen rồi, lần đầu tiên lên Đà Lạt luôn mà đúng ngay mùa lạnh luôn. Mình lạnh quéo luôn mọi người. Năm nay thì có lẽ không còn cảm giác đó nữa. Chắc do mình chuẩn bị kỹ hơn, mình mặc kín đáo hơn, mình không còn hở hang nữa. Chỗ này cũng là một khu du lịch nè, nhưng mà mình không tính đi vô đó, mình đi vô trong The Forest chơi. Ai lên Đà Lạt trong tháng 11 này á, thì nhớ chuẩn bị áo ấm kỹ, thật là kỹ luôn nha mọi người. Bởi vì rất dễ bị sốc nhiệt luôn. Buổi tối lạnh lắm mọi người. Buổi sáng có thể là mình thoải mái như vậy thôi, chứ tối cực kỳ lạnh luôn. Tháng này xuống còn 16, 15, 16 độ. Chứ hình như đâu tới Noel á, sát Noel luôn á, hoặc qua Noel khoảng tuần á, nhiệt độ có thể giảm xuống 11 luôn mọi người. Nhớ đợt mình trải nghiệm cảm giác nhiệt độ 11 độ, trời ơi, lạnh tai díu luôn mọi người. Mọi người đi du lịch cùng bạn gái lên Đà Lạt trong tháng này thì nhớ nha, ăn mặc kín đáo của cô. Tai déo nguy hiểm hơn tai biến luôn mọi người. Bởi vì tai déo là có thể khiến bạn chia tay người yêu luôn á. Đi Đà Lạt về cái chia tay luôn á. Nguy hiểm lắm á. Wow, chỗ này cũng là một chỗ check-in. Ôi. Ủa,
chỗ này là cao nguyên hoa Đà Lạt. À, chỗ này chắc là một chỗ du lịch cao nguyên hoa Đà Lạt mọi người, người ta xây dựng lên á. Còn The Forest phải đi xuống một tí nữa. Chỗ này là nguyên cánh đồng hoa dã quỳ luôn nè. Mùi thơm mọi người. Mình thì được cái mình không bị dị ứng cánh hoa, không bị dị ứng phấn hoa chứ nhầm, cánh hoa. Cánh hoa thì ăn ngon chứ đâu dị ứng được. Mình không có bị dị ứng cánh phấn hoa cho nên là mình thấy mùi thơm ghê. Chỗ này xe đông nè, mình nghĩ chắc cũng sắp tới rồi. Ủa, đây có một tượng tượng Quan Âm lớn người ta. Dưới chỗ, ở chỗ này á, dưới đây thì có vẻ nhiệt độ ấm hơn trên Đà Lạt xíu. Cái này mình đang đứng ở chỗ trường mầm non Tà Nung nè mọi người. Thì bây giờ mình sẽ chạy thẳng tới chỗ bên đây trái, có đường rẽ trái à. Sao xa dữ ta. Thôi đi thử mọi người. Này chỉ là Tà Nung của Đà Lạt thôi chứ chưa, vẫn chưa qua tới Lâm Hà. Ok, ở chỗ này có con đường nè, mình sẽ rẽ trái vô ngay đây mọi người. Ngay đây lái xe không à. Này chỗ này là Mê Linh gì nè, đô khu du lịch nè. Thì mình thấy có cái bảng rẽ trái, không có cái bảng rẽ trái nó trên bản đồ nó kêu mình rẽ trái. Rồi tới đây có một đường để rẽ phải nữa thì phải. Để thử mọi người. Cái bản đồ này nó chỉ nhiều lúc cũng tào lao lắm. Nó cái là bàn này bị lỗi rồi mọi người. Có nghĩa là giờ anh đang đi từ hướng này nè, đi xuống quay xuống đây. Rồi tới đây rồi rẽ rẽ phải hả ta? Nói chung cái đường đi hay lạ mọi người. Ngay dưới trường mầm non Tà Nung. Mình sẽ chạy xíu thấy cái bảng Mê Linh gì đó. Cái mình sẽ bẻ trái vô. Rồi tới ngã ba đây mình sẽ bẻ phải. Vậy là khác hẳn con đường mình coi trên TikTok luôn. Không biết người ta đi được nào vậy ta? Hay là mình đi chưa tới nữa? Từ đây chạy vô đó còn 5 cây số nữa mọi người. Tôi nói xa. Nói chung là đường đi thì cũng chẳng cần hướng dẫn, mọi người cứ bấm trên Google là ra. Tùy vị trí của mỗi người đứng thì mọi người sẽ có một con đường khác nhau để mình đi tới hoa trong rừng. Wow, đẹp ghê á. Ủa, con bé Na. Má. Hết hồn luôn á. Bé Na băng qua đường mọi người. Hai lần nữa nha, đi đường gặp bé Na không? Mọi người biết bé Na đánh số bao nhiêu thì bình luận cho mình biết với nha. Chứ đi đường gặp bé Na hoài mà không chơi số thì cũng hơi buồn. Chắc bé Na xuất hiện cho mình số đó mọi người. Để tiện quá đi. Đây rồi, The Forest đây rồi. Để trái mọi người. Đó, tới rồi nè. Tới rồi mọi người. Tới đây là có bảng rồi. Vậy là chỉ đúng đường, bản đồ Google chỉ đúng với đường mà mình coi trên TikTok à. Mình nhớ cái bảng này nè, đó. Ở đây nè. Và đứng ở chỗ trường mầm non Tà Nung hồi nãy á, chỉ thẳng tới khoảng tầm gần 100m thôi, bẻ bên tay trái. Thấy cái bảng Mê Linh gì đó bự thiệt bự, bẻ tay trái vô. Trong này ta trồng cà phê nhiều quá. Wow, đường đi đúng đẹp luôn mọi người. Mình thấy thích kiểu vắng vắng mà nhiều cây cối mát mẻ như vậy nè. Wow, chỗ này mình để số 1 thôi. Đường này lúc mà trời khô ráo đi tay ga được, nghĩ trời mưa thì cũng không nên. Tại vì mình thấy ở mấy kênh TikTok người ta bình luận là đường khó đi lắm. Mày nó từng dưới ta. Để mình giở điện thoại qua túi túi quần đi, để túi áo sợ nó rớt. Rồi ok. Đường này đi tay ga đúng không ổn. Tại vì phuộc tay ga nó mềm quá mọi người. Mà đường này nó sốc nữa. Nó êm thì êm được, êm thiệt á. Nhưng mà nó sẽ bị đảo xe. Nữ chạy không quen cũng nguy hiểm. Nên đi xe số đi, mấy xe phụ cứng cứng như vậy nè. Nó hơi tưng, hơi u mê một tí. Nhưng mà nó an toàn mọi người. Nó đúng là chạy cái này u mê luôn á. Dạ. Tà Nung. Trong này cũng nhiều quán cà phê kìa.
Đó, ở bên đường có cái bảng hoa trong rừng nè, đi thẳng theo bảng hướng dẫn thôi. Ây da, thương quá. Đường này dạng như đường rẫy mọi người, đường nông thôn á, cho nên là hơi tưng xíu. Nhưng mà xe 7 chỗ vô được nha mọi người. Mình coi trên clip á là mình thấy nhiều người chạy xe 7 chỗ vô được. Em tà nung, mấy quán này cũng chill lắm. Ở trong này thì quán cà phê để chụp hình đồ đẹp lắm mọi người. Tại vì còn hoang sơ nhiều cây á, nó không bị công nghiệp hóa giống như trong phố, ở trong phố, cho nên là nó đẹp lắm. Còn 3 cây số nữa mới tới mọi người. Tương đối xa. Chỗ này mình cảm giác không khí nó ẩm ẩm giống như dưới quê mình kia. Nó có khô giống như trên phố. Từng có ta. Đường tưng lắm mọi người, chạy nhanh không được luôn á. Chỗ này đã ghê, cảm giác cũng không quá lạnh mà mát mát dễ chịu lắm mọi người. Nó đi bên đường nè, đọc cái bảng nè, đi theo mấy cái bảng này thôi là tới rồi. Chỗ này khỏi cần mở Google. Như đây nè, cái bảng The Forest nè. Ây da, rồi bên đây trái nè, đó tới đây rẽ trái. Đó. Ok, người ta chỉ đi xuống luôn. Mình tưởng gửi xe ngay đó chứ. Đó chỉ là người đứng hướng dẫn nè mọi người. Rồi vô tới nè. Quán cà phê này dạo này cũng tương đối nổi, nên mình quyết định hôm nay đi quán The Forest. Hoa quỷ già, ấy nhầm giả quỳ nè. Nhìn đẹp ghê, mùi thơm lắm mọi người. Nhưng mà mình nói trước nha, ai dị ứng phấn hoa thì đi Đà Lạt vào mùa này hít hoa quỷ già là sốt luôn. Khó chịu lắm. Rồi qua cái cầu này nữa là tới rồi. Ở đây có con suối đẹp ghê. Đúng là lâu lâu mình mới có thời gian mình đi thôi mọi người, chứ dạo này công việc mình nó nhiều cho nên là không thời gian đi quay clip. Clip này sẽ khá là dài nha. Không biết về nhà mình edit nổi không nữa. Ngồi đau đít lắm. Edit hồi là đau đít nè. Đây cũng có cái bảng nó để dưới đất nè. Thì thẳng thôi. Wow, tới đường này đẹp luôn mọi người. Chỗ này chiêu chiêu tí nha. Đó. Đúng đẹp luôn á. Hai bên rừng thông ở giữa sẽ núi ra để đặt con đường ở chính giữa. Hai bên là thông. Đúng chiêu luôn. Đi một mình đúng đã luôn mọi người. Ở chỗ này slow motion lại bắt đầu nói đạo lý. Mình chắc mình sẽ cắt chỗ này ra một đoạn để mình đăng TikTok. Nói đạo lý gì ta? Chưa nghĩ ra nữa. Đạo lý đây là muốn uống quán cà phê đẹp thì hãy đi vô sâu sâu trong rừng xíu nó đẹp. Mình không biết sao nữa. Đúng đẹp luôn á, đường thông hai bên nè. Ui, ở bên trái là các bạn The Forest kìa. Mình đang cố gắng giữ camera cho thẳng. Rung thì mình không sợ rồi, xe chạy rất là rung nha mọi người. Tại vì camera của mình là GoPro 10 cho nên là chống rung rất là tốt. Mọi người coi trên clip chắc sẽ là không thấy nó rung đâu, chứ ngoài đường nó tưng tưng, hơi tưng á. Còn đoạn em vô trong này tưng cực kỳ luôn. Xài GoPro 10 này mình ưng ý dễ sợ luôn á. Chống rung đã mọi người. Thấy đổi 12 mình cũng nghĩ không cần. 12 nó có thêm tính năng, đó chính là nó crop video lại mọi người, để nó quay video dọc được luôn á. Nghĩa là mình vẫn đeo GoPro ở tư thế bình thường, nhưng mà nó sẽ chỉnh thành khung hình dọc. Mình không cần phải nhà mình crop lại bên trên phần mềm làm địch giảm độ phân giải gì đó. GoPro 10 này chắc mình xài chắc cũng đủ á, không cần 12 đâu. Đẹp ghê á. Ui, rừng thông hai bên đã lắm mọi người, lâu lắm rồi mình mới thấy cảnh này á. Hồi trước mình đi đường Anchorage gì đó, mình đọc không biết có đúng không nữa. Thì rừng thông cũng đẹp đấy nè. Nhưng mà dạo này mình đi lại thì mình thấy cũng không còn đẹp như ngày trước nữa. Giờ đi vô trong này đẹp ghê á. Ui, thông hai bên đúng đã luôn á. Xe lớn đi được luôn nha mọi người. Xe 50 chỗ đi vẫn được. Mình không biết họ đi đường nào vô tới đây ta. Chứ cái đường bê tông rộng như vậy nè, xe 50 chỗ đi được. Ở trên đó thì có một con dốc bên tay trái á. Chắc bữa nào mình sẽ đi qua đó, mình coi thì trên đó có cái gì. Đường này đi ban ngày thôi nha mọi người, ban đêm ghê lắm. Không nên đi ban đêm. Đẹp thực sự luôn á. Sao trên TikTok người ta không quay cái đoạn này ta?
mình không biết luôn á, trên TikTok là đoạn này người ta cắt ra, mình tưởng là đường thông có một ít thôi, ai ngờ đi thẳng vô, thẳng bên trong luôn mọi người, đi dài ghê, xa đường nó xa lắm luôn á. Đường như vậy đúng đẹp là đi hoài không biết chán luôn á. Lâu lâu xuất hiện một cái xe, mình cảm giác nó vừa đủ, nó không có đến nỗi là vắng lặng. Lâu lâu có một chiếc xe xuất hiện đó, quay clip đồ chiêu chiêu slow motion để người ta thấy được cái cảnh xe chạy chậm chậm, mọi người đã lắm đó. Mấy cô đi tới đây chụp hình nè, đẹp quá chừng. Mình không dám lắc camera qua xung quanh luôn á, mình sẽ để dư thẳng như vậy rồi về nhà cắt đoạn nào được được ra cái đăng TikTok. Wow, tưởng hôm nay đi chữa là quay cảnh quán là nhiều, ai ngờ cái đường đi cũng đẹp kìa. Mát lạnh sướng lắm mọi người, đúng cây nhiều mát đã. Mình nhớ đợt trước mình đi lắp camera cho cái chỗ đó là khu du lịch, khu homestay của Love Hill mọi người, ở ngay chỗ thu lũng tình yêu á, rẽ trái qua có khu Love Hill, chỗ đó như nó cũng là vườn hoa rừng hay rừng hoa Đà Lạt gì đó, mình quên mất tiêu rồi. Trong đó thì người ta nhà kính quá chừng luôn, hai bên nhà kính nó nhiều kinh khủng luôn, đi vô nóng kinh khủng, nói chung là rất tất cả đều rất kinh khủng. Còn đây có nhiều cây, nó mát mát dễ chịu đó mọi người. Đây rồi, mình đã tới quán The Forest rồi, à, quán ăn trong rừng nhầm. Giờ The Forest phải đi theo cái bảng mũi tên nữa, đi xuống đi nữa, xuống nữa. Chắc giờ mình làm đi cà phê, coi hỏi có gì ăn không, mua gì đó ăn chứ bây giờ chắc cũng tầm gần 12 giờ trưa rồi. Đó, tới rồi nè mọi người. Đây, ồ, chỗ này cho cái cổng vô hả ta, mình chưa đi tới đây bao giờ hết, dưới kia có đường đi không vậy hay thẳng ta. Bao nhiêu phiếu vậy? Đi mình bao nhiêu à? 98.000 một phiếu. Ok, phiếu nước là bao gồm những gì vậy? Phiếu nước 98.000. Mình tặng kèm phần nước hả ta? Mình hên mình có tiền mặt ngoài nha. Hôm nay định không đi rút rồi, hồi nãy còn 200 ở ngoài tiền mặt ngoài. Tại vì mình không biết cái chỗ mà thu tiền vé bên ngoài đó có quẹt VinBay không nữa. Nói chung mọi người cứ đem theo tiền mặt cho chắc cho mọi người, chứ trong này sóng sánh đồ nơi cũng yếu lắm, nên là việc 3G, 4G wifi đó mình cũng không biết có hay không, không biết ổn định hay không. Mọi người cứ đem theo tiền mặt cho cẩn thận nha, cứ người đem theo tầm 200.000 trong tiền mặt trong túi là được rồi. Đẹp ghê, hai giá quỳ phải không ta, sao nó vàng vàng, nói chung cái gì vàng vàng mình cũng nhầm hết trơn rồi. Này không phải hoa gì mọi người, 98.000 chụp hình check in đồ. Vô đây có nhiều chỗ chụp hình đẹp mọi người, chỗ cái khu vực hoa ở dưới á, đứng ở chỗ đó chụp hình cũng đẹp. À dạ, lọt xuống đường rồi. Chị ta, áo mưa miễn phí, ở chỗ đó là có áo mưa mọi người, phát áo mưa miễn phí luôn. Chắc ai chở theo người yêu mới cần vô đó thôi, chứ đi một mình cần mua áo mưa mọi người. Tại vì mình nghĩ là đi một mình thì trên xe ai cũng có sẵn cái nè, đi hai người mới cần mua thêm thôi. Mua đẹp quá, chỗ này ta đầu tư đẹp quá mọi người. Mình thích cái kiểu đầu tư quán cà phê như vậy nè, không có dựng nhà kính, không xây quá nhiều, vẫn trồng hoa trồng cây để giữ lại cảnh sắc thiên nhiên mọi người, chứ cứ xây lên xây công trình bê tông rồi lên quá chừng luôn, xong rồi cái nó nóng mọi người, nó khó chịu lắm. Và mặc dù khai hoang được mở quán cà phê nhưng mà kiểu như vậy mình thích nè. Khu cà phê đi thẳng xuống, wow, đúng đẹp luôn á. Người ta đi chụp hình nhiều lắm, tại hôm nay là thứ bảy mà, chỗ này chụp hình đám cưới được luôn mọi người.
sáng sớm chụp hình đám cưới được luôn á. Mấy anh Tây cũng đi vô đây chơi. Mình có phiếu được tặng kèm phần nước rồi, đi thẳng vô trong gửi xe rồi làm ly nước mọi người. À, chỗ để xe ngay đây à, dưới kia đi bộ xuống không? Để xe trong này đi, rồi đi bộ xuống. Để coi, đúng biển số xe rồi. Nói chung là khi gửi xe thì mọi người nhớ coi kỹ cái biển số xe nha. Tại vì đợt trước mình đi chỗ khu du lịch Tà Bao á, Đức Mẹ Tà Bao Bình Thuận á, ghi lộn biển số xe của một ra cãi lộn với mấy người giữ xe luôn á. Mệt lắm. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xuống nha, xe mình để trong đó. Bây giờ mình sẽ đi xuống. Họ công nhận là nắng nóng cực kỳ luôn mọi người, nóng lắm luôn á. Mọi người thấy anh trai kia đang ngồi gốc cây nè, ảnh ngồi gốc cây để ảnh ảnh ngồi ảnh tránh nắng mọi người, quên, mình nhìn nhầm. Ngồi tránh nắng thôi. Thì bên tay trái là con suối nhỏ, bên tay phải sẽ là nguyên cái vườn hoa quỷ già, nhầm, hoa giả quỳ, mình cứ lộn hoài à. Thì cái này là trồng nguyên một vườn rộng lắm mọi người. Thì để cho khách du lịch vô trong đó chụp hình check-in đó, mọi người thấy là nhiều người vô đó chụp hình check-in quá chừng luôn. Mình giờ mình sẽ đi xuống từ từ xuống. Nói chung trong này rộng đẹp lắm mọi người. Trang trí rồi trồng cây đẹp lắm. Này là hoa giả quỳ nè. Nhìn giống như hoa cúc ta. Thì có điều nó hơi nóng mọi người. Ở đây người ta làm đẹp lắm mà đều hơi nóng. Ở bên trái con suối nhìn đã. Chắc mình sẽ cắt ra mấy clip để mình đăng TikTok. Để coi giờ vô uống nước luôn không ta. Chắc đi quay vòng trước rồi mọi người. Để coi cái vé nãy vô cổng á là được một phần nước. Vé nãy 98.000 nha, thì mình được một phần nước. Tí vô trong đó mình sẽ đổi nước mình uống. Rồi, tí nữa vô đi. Giờ đi lượn một vòng trước mọi người. Thì trên YouTube này mình sẽ đăng clip dạng như dạng thô nha mọi người, mình sẽ không có chỉnh sửa gì nhiều. Còn mình sẽ cắt nhỏ nhỏ ra mấy cảnh đẹp đẹp như con suối này nè, mình sẽ cắt nhỏ ra để mình đăng trên kênh TikTok của mình. TikTok chỉ là để làm đẹp làm màu với mấy video ngắn thôi, còn YouTube là máy tính trải nghiệm thực tế mọi người. Mọi người thấy sông suối nhân tạo đẹp lắm, nước trong vắt à. Cái này quay là slow motion lại á, nhìn chill dã man luôn. Còn đây bụi bông gì mình cũng không biết nữa. Trong này rất nhiều ong nha mọi người, qua camera cũng có thấy rõ nữa. Mọi người đừng có tọt tay hay tọt chân vô trong mấy bụi bông nha, ong nó chích cho cái này sưng chù dù luôn á. Mấy ong nhiều ghê lắm, mấy con ong mập đi hút mật á. Giờ mình sẽ đi xuống dưới. Bên tay trái giữa có nhà kia, chắc mình cũng không vô đâu. Mình đi vô trong khu cà phê này nè, để mình cà cho nó phê. Chứ bên kia thì không có phê. Đường chỗ này thì không có chạy xe máy hay là xe hơi vô được nha mọi người. Ở chỗ này thì đó có bảng không cho chạy xe vô, mình chỉ được quyền đi bộ thôi. Cái này đang lúc là 12 giờ trưa. Có nước mọi người. Biết tại sao có nước không? Tại vì ở đây nóng quá, người ta gắn mấy cái máy phun sương á để cho làm mát đi á. Nóng cực kỳ luôn á, nóng dã man luôn. Mình không ngờ đây là Đà Lạt luôn á. Nước này cũng dạng nước nhân tạo mọi người, người ta luồn ống dưới đất á, tới chỗ nào người ta cần bơm thì cho nổi lên, người ta đưa ống lên cho nước nó chảy. Mà nhìn cũng đẹp lắm, dạng suối nhân tạo á. Bên tay trái là bãi đất trống rồi có cục đá để chụp hình kìa. Nói chung là vô trong này chụp hình đám cưới đẹp lắm luôn á, hoặc là mấy đoàn làm phim nữa, vô trong này quay phim cũng đẹp lắm. Đó mọi người coi kìa. Để chụp hình quá chừng luôn. Khu này thì chụp hình kiểu phong cảnh. Rồi trên này là cái chỗ mà vườn hoa giả quỳ hồi nãy á, mình quay á, nó kéo dài tới đầu đường luôn á. Đây chỗ này mà mình đi lên nha, mình đi lên xong rồi bắt đầu cái mình quay cảnh đi lên rồi slow motion lại, xong rồi quay trái quay phải, đẹp cực kỳ luôn. Cái này thì mình chỉ mới có ý tưởng thôi chứ mình chưa làm, để về nhà ngồi nghiên cứu trên TikTok, ngó trên TikTok là làm sao, bắt đầu mình bắt chước làm như vậy. Nó lên như vậy nè, đường lên rất là đẹp luôn. Này quay qua điện thoại sẽ đẹp hơn, vì qua GoPro nó xử lý ánh sáng, màu sắc thì nó sẽ không được đẹp cho lắm. Còn trên điện thoại thì sẽ đẹp hơn mọi người. Lại GoPro nó góc lens, con lens nó góc để rộng á, cho nên là nhìn chi tiết không được rõ. Trên điện thoại nó xử lý mình không biết sao mà trên điện thoại quay lúc nào cũng đẹp hơn trên GoPro đó. Mọi người thấy qua GoPro như vậy thôi chứ trên điện thoại và nhìn thực tế đẹp lắm. Thì bây giờ mình sẽ vô trong này, mình sẽ mua nước. Chạm dừng chân họa sĩ á, tưởng anh họa sĩ người Áo chứ. Rồi giờ vô sẽ đổi nước nha.
Rồi để coi, mình chắc mình sẽ uống nước trà hoa đậu biếc đi mọi người. Rồi mình có menu, nói chung menu trong này nhiều nước lắm. Mà mình thấy khách đông ghê, không biết là mình có lấy kịp không nữa. Rồi sau khi mình gọi nước xong, người ta đưa cho mình cái máy báo rung. Cái máy báo rung này mình cũng có triển khai lắp đặt cho quán cà phê trên Đà Lạt luôn mọi người. Thì mình xài của Boss Hub. Sẽ in ra một cái bill như vậy nè, đưa cho khách cầm khi nào máy nó rung á, khách sẽ tới tự lấy nước. Nói chung hệ thống này là hệ thống quán tự phục vụ mọi người. Thì hôm nay khách ở đông cho nên nhân viên dọn cũng không kịp. Nước của mình không biết khi nào có, nãy giờ mình đợi cũng lâu lắm rồi á. Chắc bây giờ mình sẽ xách cái điện thoại rồi xách nón bảo hiểm này ra ngoài để quay mấy clip để đăng TikTok mọi người. Đợi lâu ghê. Thì sau khi đợi khoảng tầm gần 30 phút thì cuối cùng mình cũng có nước mọi người. Đây là trà lài hoa đậu biếc, nhìn tím tím đẹp ghê. Uống cũng ngon lắm. Thì mình sẽ uống xong ly này rồi đi dạo dạo vòng mình sẽ về. Rồi bây giờ mình sẽ về nha mọi người. Đây là cảnh con suối nãy nè. Thì lát nữa mình sẽ lấy điện thoại mình quay lại, mình làm clip đăng TikTok riêng. Nói chung trên YouTube chỉ là clip tổng hợp thôi. Rồi hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo nha. Bây giờ chắc mình sẽ về. Hôm nay đi nắng nóng mệt cũng không biết nói gì nữa, nó khá là đuối mọi người. Giờ về để cắt clip bắt đầu đăng TikTok và đăng YouTube đây.